Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái khí sưng còn nồng nàn, hương sưng còn thon thoảng và mưa sưng lẹ nhẹ phất, con xin được thành kính đảnh lễ khánh chúc mừng tuổi Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Linh Phước và chúng con mừng tuổi Đại Đức Trụ Trì Chùa Linh Phước. Kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài Pháp Thể Khinh An, Tỷ Đăng Thường Chiếu, Phật sự được viên thành. Ngưỡng mong trên Hòa Thượng Viện Chủ cùng Đại Đức Trụ Trì Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, thế là 2 năm rồi chúng ta mới được gặp nhau. Sau những tháng ngày xa cách, lần gặp gỡ này, tôi thấy các vị ai cũng đẹp hết. Mặc dù các vị đeo khẩu trang. Thưa, người cảm thông sẽ nói rằng chúng ta nghiêm túc tuân thủ cái vấn đề phòng và tránh nạn dịch. Còn người không cảm thông, họ nói rằng đi tu mà còn sợ chết. Sợ không ạ? Sợ chứ. Tu chưa có tới đâu hết thì phải sợ chết chứ. Chừng nào mà tu chứng đạo, đắc đạo rồi đó, mình tự tại với sanh tử thì mình không sợ chết. Cái chết nó đến mình mỉm cười mình đi, hoặc là mình buồn đời mình nín thở cái mình đi. Còn bây giờ mình chưa tu được, hồng trần mình còn nhiễm, cuộc đời mình còn dính nhiều thứ quá, còn nhiều thứ mình chưa lo xong. Bây giờ mà bắt mình chết, mình trở thành hồn ma dứt dưỡng đó. Cho nên sợ chết là đúng. Vì vậy sợ chết để ăn Tết được nhiều lần đâu có lỗi lầm gì đâu. Cũng nhân dịp đầu năm mới, kính chúc cho quý Phật tử cùng toàn thể gia quyến, các vị có một tâm sưng miên viễn và một trời sưng bất tận trong cuộc sống này. Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với chúng ta. Năm nay tất cả các chùa trực thuộc giáo hội không có tổ chức cúng sao giải hạn. Vì vậy cũng gặp rất nhiều cái ý kiến trái chiều, và cũng khá nhiều người họ phàn nàn. Ngày mùng 1 Tết có cái chú đó đến chùa Đức Hòa. Chú ghi tên tuổi để cúng sao giải hạn. Nhưng mà Minh Thiền có nói với ban thư ký, mình chỉ ghi tên tuổi để cầu an thôi, tuyệt đối không coi sao và không ghi tên tuổi để cúng sao. Nên chú vô chú hỏi chỗ nào ghi cúng sao giải hạn, chùa nói năm nay không có cúng sao giải hạn. Ông trợn mắt lên, ông cự. Ông nói ở chùa ăn cơm của bá tánh, phải làm việc cho bá tánh, phải cúng sao giải hạn cho bá tánh, để bá tánh có sức khỏe, bá tánh làm ăn được mới có cơm, có gạo để cúng cho chùa chứ. Như chùa ăn bây giờ không cúng rồi bá tánh gặp những điều tai nạn, gặp những điều bất an xảy ra, rồi bá tánh làm ăn cũng không có tiền có của, rồi chùa đói ráng chịu. Ông nói với ban thư ký như vậy đó. Ông nói đúng chứ bộ. Phật tử mà nghèo hết, Phật tử không có cái ăn, với thầy cũng đói đấy. Ban thư ký nói lý không lại ổng. Ban thư ký nói cái này là lệnh của thầy trụ trì, cho nên chúng tôi không dám cãi. Ông nói cho tôi gặp ông trụ trì, cho tôi gặp ông trụ trì chứ không có cho tôi gặp thầy trụ trì nha. Đầu năm đầu tháng mình thấy có cái ông tìm mình mà mặt hầm hầm hầm. Mình ngồi xa xa mình đâu dám ngồi gần. Ngồi gần ông thụt cụ chỏ mình sao. Nên mời chú ngồi đó, mình ngồi ở đây. Nhưng mà chân là phải mang dép sẵn, để mà ổng không kiềm chế được cảm xúc thì mình chạy. Ngày đầu năm quýnh gãi gây răng thì kỳ lắm. Xui cả năm á. Ông ngồi ông nói, tôi được biết thầy
không cho phép cúng sao giải hạn. Thầy cho tôi biết cái lý do. Minh Thiền nói, dạ thưa chú, thì thứ nhất nó không phải là lời của Đức Phật dạy. Thứ hai, giáo hội đã ban hành cái chỉ thị là cấm tất cả các chùa trực thuộc giáo hội cúng sao giải hạn, vì đó là việc làm mê tín. Mình mới nói tới đó, cái ông thẩu bàn, ông kêu mê tín cái gì mà mê tín. Cái cúng sao giải hạn đó là cái chuyện hồi đó tới bây giờ bao nhiêu đời rồi, chứ bộ mới đây đâu mà mê tín. Cái mình nói, dạ thưa chú, có những cái nó lâu năm, có những cái số đông họ tuân thủ, họ làm theo, nhưng chưa chắc đã là đúng. Chưa chắc đã là đúng. Mình thấy ông sốc nổi quá, mình cũng dịu dịu, mình nói chú bình tĩnh để thầy giải thích chú nghe. Bây giờ á, chú nói quý thầy thì ăn cơm của bá tánh mà không làm việc cho bá tánh đó, thì quý thầy sai, thầy chấp nhận. Nếu như đúng thật, những người xuất gia thọ nhận cơm áo gạo tiền của Đàn Na Thí Chủ mà không gì, làm gì lợi ích cho Đàn Na Thí Chủ, thì mình có lỗi, mình thiếu sót. Còn cái này, chúng tôi cũng thọ nhận cơm áo gạo tiền và chúng tôi hướng dẫn Phật tử đi đúng đường lối. Chúng tôi không có dạy Phật tử đi sai. Và thưa với chú, nếu như chú nói ăn cơm của Đàn Na Thí Chủ, của bá tánh mà không làm việc cho bá tánh, thì chú phải coi lại trong trường hợp này chú nói câu đó là không đúng. Chúng tôi không làm cái việc cúng sao giải hạn, có nghĩa là chúng tôi đang hướng dẫn các vị đi đúng đường. Bởi vì tinh thần của Đức Phật là tinh thần dạy người ta phải có niềm tin chân chánh, đó chính là chánh tín. Còn cái dân sao giải hạn, nó vốn dĩ không phát xuất trong lời Phật dạy, nó không có mặt trong nền giáo lý của đạo Phật, mà nói đúng hơn, nó chính là quan niệm của nhân gian, hay nó được vay mượn từ một tôn giáo khác, nó không phải của đạo Phật. Và đạo Phật chúng tôi nhìn nhận việc cúng sao giải hạn là mê tín. Như vậy, nếu chúng tôi làm việc mê tín để hướng dẫn các vị đi vào con đường mê tín, thì chúng tôi đang làm sai, làm trái với lời Phật dạy và trái với đạo đức làm người, trái với lương tâm của người tu sĩ. Vì thế mà chúng tôi không hướng dẫn các vị đi vào con đường mê tín. Ông nghe tới đó, ông dịu giọng, thì Minh Thiền nghĩ là thôi, ông còn móc thêm câu nữa. Vậy chứ sao, những năm về trước nhiều chùa vẫn tổ chức cúng sao giải hạn, vẫn hướng dẫn mê tín. Mình mới giờ nói, nếu mà tôi dạy mà cho người ta cúng sao giải hạn là tôi dạy người ta mê tín. Cái ông móc lại mình câu, không biết lúc đó ai nhập mình trả lời. Ông hài lòng. Mình nói, thưa chú, tất cả mọi thứ đều tùy thuận lòng người, tùy thuận vào nhu cầu. Nhưng mà đến một lúc nào có cơ hội để mọi người sáng tỏ, mọi người hiểu về việc đó thì chúng ta nên ngừng. Xưa giờ chúng ta chưa nói về cúng sao giải hạn là mê tín, mọi người cứ làm. Và bây giờ chúng ta đã có cơ hội, chúng ta đã có mạng truyền thông, thời đại công nghệ như thế này, rất nhiều những vị thầy, những vị giảng sư nổi tiếng đã khẳng định việc cúng sao giải hạn là mê tín. Và cái thông tin này đã được rất nhiều Phật tử và bà con bá tánh đã biết được việc này. Thế cho nên thời điểm dừng lại của nó đã đến, còn lúc trước thời điểm chưa đến. Vì vậy mà cũng tùy thuận vào lòng người để làm thôi, chứ bản thân chúng tôi làm điều đó bất đắc dĩ lắm, không có thích đâu. Anh thưa, ông ngồi im im, cái ông nói, thầy ngồi đó đợi tôi chút. Ông đi ra ngoài, tôi nghĩ chắc ông đi ra ông kiếm cái gì vô ông thọ tôi. Ông đi vô, ông xách cái bì thư, ông nói, đầu năm mừng tuổi thầy. Mình cười rạng rỡ luôn. Mừng. Cái thứ nhất, thấy mình giải thích được cho ông hiểu là cái mừng rồi. Cái thứ hai, tự nhiên có cái bì thư. Nói xong cái có bì thư, mừng nữa. Cái ổng vừa quay lưng ổng đi, tôi xách cái bì thư vô phòng, tôi lật ra tôi thấy 2.500.000 mới cứng, tôi cười cả buổi luôn. Rồi sẽ có người nói, ông thầy chùa ham tiền, thấy 2.500.000 cười hoài. Tiền ai không ham? Ham ít thôi, đừng có khổ vì tiền là được nha.
đừng lận đận vì nó, đừng vì nó mà tạo tội, đừng vì nó mà tạo nghiệp nha. Thưa đại chúng, hôm nay Minh Thiền sẽ gửi đến đại chúng một cái đề tài, đó là nhìn nhận tự thân, nhìn nhận tự thân. Bản thân chúng ta đôi khi nhìn nhận vấn đề của người khác, đánh giá vấn đề của người khác, chúng ta làm rất là tốt. Nhưng để nhìn nhận lại thân mình, đôi khi chúng ta chưa làm được, chúng ta chưa làm được. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ 4, Đức Phật có dạy quý thầy tỳ kheo như thế này: này các thầy tỳ kheo, ví như có một ung nhọ đã qua nhiều ngày, ung nhọ đó có 9 miệng. Vậy thì từ 9 miệng đó cái gì sẽ chảy ra? Này các thầy tỳ kheo, chắc chắn rằng bất tịnh sẽ chảy ra, hôi thối sẽ chảy ra, nhàm chán sẽ chảy ra. Cũng thế, này các thầy tỳ kheo, ung nhọ đồng nghĩa như thân này. Thân này được tứ đại tác thành, được cha mẹ sanh ra, được cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát. Có 9 miệng vết thương, có 9 miệng rạn nứt. Từ 9 miệng vết thương cái gì chảy ra? Bất tịnh chảy ra, hôi thối chảy ra và nhàm chán chảy ra. Vì thế các thầy tỳ kheo, đừng tham đắm sát thân mà hãy nên nhàm chán sát thân. Thông qua bài kinh, chúng ta thấy Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo thời đó và chúng ta ngày hôm nay rất tường tận về thân. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ thân này là quý, thân này là tuyệt vời, là thơm tho lắm. Thử không tắm 2 ngày đi rồi biết. Người bên cạnh sẽ đeo khẩu trang đấy. Thưa với các vị, trong cuộc sống cái gì là quý? Khi hỏi đến cuộc sống cái gì là quý thì chúng ta nói vàng bạc châu báu, của tiền vật chất là quý. Nhưng phải chưa? Nó quý thật, nhưng nó có quý bằng sát thân của chúng ta không? Không. Vì vậy, tất cả mọi thứ để mưu toan, để giành giật, để chiếm đoạt, để tạo ra, quy cho cùng thì cũng để cung phụng cho cái thân xác này mà thôi. Và chúng ta cứ nghĩ rằng thân xác này nó sẽ trường tồn mãi mãi. Nhưng các vị nhìn lại đi, những ông cụ bà cụ 70-80 nhìn lại, chỉ thoáng thời gian mới đó mà bây giờ mình thay đổi quá nhiều. Tóc bạc, lưng còng, tráng nhăn gói mỏi. Rồi những anh chị em 40-50 tuổi nhìn lại đi, mới thời nào thanh xuân, bây giờ trên đầu mái tóc cũng đã ngả màu rồi. Và bắt đầu có nhiều thứ thay đổi, thân bắt đầu cũng mệt mỏi không chịu nghe lời chúng ta rồi. Cái ăn, cái ngủ bắt đầu cũng dần khó. Như vậy thì chúng ta thấy thân nó thay đổi theo từng sát na, từng giây phút. Nó không bền chắc, nó không vĩnh cửu như chúng ta nghĩ, và nó không có sạch như chúng ta nghĩ. Đức Phật nói trong bài kinh này một cái ví dụ rất tuyệt vời. Có một mục ung nhọ, mà ung nhọ đó có 9 cái miệng. Thì từ 9 cái miệng đó cái gì chảy ra? Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo như vậy. Từ 9 miệng đó cái gì chảy ra? Bất tịnh, tức là máu mủ chảy ra. Mà máu mủ chảy ra thì kèm theo máu mủ là gì? Là tanh hôi, là tanh hôi. Mà một khi máu mủ tanh hôi rồi thì chúng ta sẽ nhàm chán, sẽ ghê gớm lắm. Như vậy thì Đức Phật nói 9 miệng chảy ra bất tịnh, hôi thối và nhàm chán. Rồi Đức Phật mới khẳng định rằng cái ung nhọt đó đồng nghĩa như cái xác thân này của chúng ta. Xác thân này được tứ đại tác thành. Tứ đại là đất, là nước, là gió, là lửa. Trong cái thân này có 4 yếu tố đó: đất, nước, gió, lửa.
da thịt gân xương, tóc, lông, răng, móng, đó là thuộc về đất. Nước mắt, nước mũi, đàm, giải, máu, mủ, mồ hôi thuộc về nước. Hơi thở ra vào là gió, hơi ấm trong người để cho máu huyết lưu thông là lửa. Như vậy thì nhìn các vị thấy tường tận Đức Phật nói bốn yếu tố đất nước gió lửa cấu tạo thành thân này. Rồi cái đất nước gió lửa này được cha mẹ sanh ra, được cơm cháo, tức là thức ăn, thức uống ở bên ngoài nuôi dưỡng cho lớn thành. Nhưng khi nó lớn rồi, nó có phải là bền chắc hay không? Hay là nó sẽ bị vô thường, biến hoại rồi tan nát? Vô thường tức là sự thay đổi của xác thân, thay đổi của xác thân từ khỏe mạnh cho đến đau yếu, từ trẻ trung cho đến già nua, và từ sự sống đến với cái chết, đó chính là vô thường. Tan biến, biến hoại là không có giữ nguyên được một trạng thái mà luôn biến chuyển dao động. Rồi cuối cùng tan nát tức là trả về cho đất. Nhưng cái vô thường tan nát biến hoại này, nó có chín miệng vết thương, chín chỗ hôi thối chảy ra. Các vị ngồi đếm đi, đủ chín chỗ không? Đếm đi. Hai mắt. Mà sáng ngủ dậy không rửa mặt, gèn nó đóng cục cục coi. Nếu nói cái đó trên mặt mình là sạch thì thử lấy ăn đi rồi biết. Thấy nó dơ không? Bất tịnh đấy, hôi thối đấy. Nhàm chán không? Nhàm chán, rửa mặt hoài là vậy đó. Hai lỗ tai. Một tháng mà không rái lỗ tai, không móc cái lỗ tai á, đôi khi tới khi móc ra cái cục bự như này nó cứng ngắt trong đó, kẹt đâu ra, thọt cái kéo vô cắt bụp bụp bụp. Hai mũi. Trên cái mặt là mấy? 7 đúng không? Vậy mới có 6 rồi còn cái gì nữa? Hai mắt, hai tai, hai mũi còn cái gì nữa? Cái miệng. Miệng, mình muốn người khác mà không gần mình dễ lắm. Sáng ngủ dậy đừng quánh răng, đi ngang họ thở một cái được rồi, hiểu rồi, không cần phải nói. Không cần phải nói, xe tôi ra đừng gần tôi. Đừng đánh răng, ngang họ thở một cái hoặc là thổi vô mặt họ một cái là ngon luôn. Ngon luôn. Trên mặt của mình không là có 7 vết thương rồi, còn 2 cái vết thương ở dưới nữa. Cái chỗ tiểu tiện và đại tiện. Cái dơ của lỗ tai chúng ta móc ra gọi là gì? Hả? Rái tai là một cái từ gọi cho có văn hóa dễ nghe. Đúng thực là gì? Hả? À, các vị nói đó nghe. Ở mũi móc ra gọi là gì? Sao trên mặt mà có cất? Đúng không? Cất là dơ hay sạch? Dơ. Cho nên Đức Phật nói hồi thối, bất tịnh, nhàm chán là đúng. Mình ngồi mình đọc cái bài kinh này xong cái mình làm được 4 câu thơ. Thân ta có được cái chi, chính lỗ trên thân nó thúi ì. Thế mà người si cho là thật, thật thì sanh tử mãi mãi đi. Được không? Được ha. Nếu mà đại chúng thấy ông Minh Thiền làm thơ được, về bỏ nghề giảng sư, ngồi làm thơ, chuyển qua nhà thơ. Nhà thơ mà chơi với nhà thờ, nhà thơ tắt thở, nhà thờ rung chuông. Còn này nhà thơ sống ở trong chùa, nhà thơ tắt thở thì chùa gõ chuông. Thưa đại chúng, thực thế nếu như phút giây nào đó ta ngồi yên để ngắm lại cái xác thân này của mình đó, chúng ta thấy cái đôi bàn tay múp mụp nõn nà ngày nào giờ nó đã nhăn, nó chai sạn rồi. Đôi mắt long lanh ngày nào
để cho thiên hạ phải trầm trồ là mắt sáng mắt bồ câu. Bây giờ nó có những vần tinh thể đục và ánh sáng nó không còn như thời nào. Hàm răng đẹp thở nào bây giờ theo năm tháng thời gian nó đi chơi rồi. Thân thể của chúng ta nó biến chuyển từ trẻ đến già, từ khỏe đến bệnh. Nhưng ít ai thấy rõ về điều đó. Chính do không thấy rõ về đó mà chúng ta không có một cái nhìn đúng đắn về xác thân. Không có nhìn đúng đắn về xác thân. Hãy nghe cái lời cuối cùng trong bài kinh Đức Phật khuyên các thầy tỳ kheo. Này các thầy tỳ kheo, các thầy đừng có tham đắm xác thân mà hãy nhàm chán xác thân. Đây là câu nói để khiến cho những thầy tỳ kheo thời đó phải bừng tỉnh tỉ giác. Chắc có lẽ trong những thầy tỳ kheo ngồi nghe Đức Phật nói có những thầy còn rất trẻ, cho nên chắc cũng còn tham đắm và trao chuốt xác thân này. Mà một khi đã tham đắm trao chuốt xác thân này, yêu quý nó thì chúng ta sẽ yêu quý nhiều thứ lắm. Tham đắm xác thân này rồi, chúng ta sẽ tìm kiếm nhiều thứ để cung phụng cho nó lắm. Càng tìm thì càng mệt, càng tìm thì càng khổ, càng tìm thì càng tạo gây những nghiệp bất thiện. Vì vậy Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo phải nhìn nhận thực tế, xác thân này không phải là cái tôn, không phải là cái quý, không phải là cái đẹp như các thầy nghĩ đâu. Hãy lìa dục mà cố gắng quán niệm về bất tịnh để chứng được thánh quả. Chúng ta ngày hôm nay, Phật tử nhìn đi, có phải vì xác thân này không? Bao nhiêu cái mưu toan, bao nhiêu cái tính toán, bao nhiêu cái thủ đoạn, bao nhiêu cái lọc lừa, cuối cùng để làm gì? Chúng ta không làm cho người khác đâu, chúng ta làm cho ta đấy. Chúng ta làm cho xác thân này. Và rồi cũng vì nó mà chúng ta đã đánh mất đi rất nhiều những tình cảm mà vốn dĩ rất là quý, cần gìn giữ. Cũng vì nó mà chúng ta đã tạo gây rất nhiều những ác nghiệp, để rồi sanh tử đi hoài. Cho nên thân này có được cái chi? Các vị nhìn lại có được cái chi? Bây giờ mấy bạn còn trẻ nói điều này thì mấy bạn nói có chứ thầy. Con gái mà lớn lên đẹp đẹp mà, mượn cái xác thân này để lấy chồng đại gia, tức là có cổ có tiền đấy. Mấy anh thanh niên mà trẻ trung đi tập thể hình có cơ bắp sáu múi rồi đó, thì mượn cái xác thân này cũng làm được nhiều việc, đúng không ạ? Cho nên khi hỏi xác thân này được cái chi á, thì các vị nói được nhiều lắm chứ. Nhưng tất cả những cái được đó là những cái được ở bên ngoài, ở bên ngoài của xác thân. Còn cái xác thân của mình, cái được nó là được cái già, cái bệnh và cuối cùng là cái chết. Nhưng trước khi cái bệnh, cái già, cái chết nó đến thì chúng ta phải sống với chính chỗ bất tịnh hôi thối mà hàng ngày chúng ta phải thường xuyên chùi rửa một cách rất cẩn thận. Chính chỗ bất tịnh hôi thối, chính lỗ trên thân này nếu như không khéo chùi rửa, gớm lắm, gớm lắm. Cho nên hồi đó có một chú, ổng không phải là Phật tử, ổng gặp mình cái ổng nói: thầy còn trẻ đi tu uổng, sao không ở nhà lấy vợ lập gia đình, mai mốt già rồi đi tu. Mình nói: một mình tôi thúi tôi chịu còn không nổi rồi, lấy thêm người nữa về chứ chết luôn á. Hai cái thúi ở chung ai chịu nổi, ô nhiễm lắm, không được đâu, mình tôi thúi thôi. Thiệt, nhiều lúc mà mình bệnh cái mình lười tắm đó, rồi tự mình hửi thử cái mình của mình coi. Nói tới đây nhớ cái chuyến mình đi ra ngoài Đà Nẵng giảng, thì trước khi ra máy bay thì mình phải lên chiếc xe buýt để trung chuyển đó. Lên xe buýt thì nó chỉ có vài ghế để nhường cho những người lớn tuổi nè, nhường cho những chị em mà mang thai rồi thôi,
hoặc là những người bị tật nguyền đó. Còn tất cả là phải đứng đeo dịnh cái dây này nè, ai cũng phải đứng, mà một chiếc xe nó chỏng mấy chục người, đông lắm. Tôi hên sao bữa đó tôi đứng trúng anh người nước ngoài mà anh da đen, mà ảnh có cái mùi thơm cánh, thơm nồng nực luôn, không có chỗ nào tránh. Ảnh đứng trước mặt mình đứng đây, mà ảnh người nước ngoài, ảnh cao to, mình đứng cái mặt của mình ngay cái nách của ảnh nữa, không chạy đâu khỏi, không nhích bên này cũng nhích bên kia được, sẽ bít chặt quá. Mà mình đứng đó cái mình mơ ước cuộc đời của mình chưa bao giờ mà mình có cái khát khao mơ ước lớn như vậy, mà mơ ước một điều rất đổi là bình thường, mơ ước cái chiếc xe bít chạy thật nhanh ra máy bay để con được đi xuống. Cứ đứng, Phật ơi cho xe bít tài xế đạp ga nhanh lên chứ không con chết, con về con viêm phổi con chết. Cứ đứng cứ xe cứ lúc lắc, cứ đập cái mặt vô cái nách, cứ đập cái mặt vô cái nách, hửi đủ luôn, ngon, ngon thiệt. Bây giờ nhớ lại còn nổi da gà. Tự nhiên mình sợ đi máy bay luôn. Thưa đại chúng, để chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy chúng ta phải nhìn nhận tường tận mà không cần quán chiếu. Không cần quán chiếu. Thông thường chúng ta sẽ quán chiếu về xác thân, nhưng không, cái này nó không phải là cái gì ẩn giấu, mà nó là cái được thể hiện ra bên ngoài. Nó tường tận, chúng ta nhìn nó thấy rõ như nhìn vào lòng bàn tay của mình. Đúng, chính chỗ trên thân hôi thối bất tịnh, không khéo vệ sinh sẽ sanh nhàm chán. Cũng vào thời của Đức Phật, khi các thầy tỳ kheo trẻ tuổi được dạy về quán thân bất tịnh, tức là quán sự nhòm gớm trên thân. Quý thầy quán chiếu xong, quý thầy đi tự tử. Quý thầy tự tử, tại quý thầy thấy ghê quá, thấy ớn quá, thấy sợ quá, quý thầy đi tự tử. Đức Phật nghe được tin đó, Đức Phật mới gọi: nè, Như Lai dạy các thầy quán chiếu về bất tịnh để các thầy viễn ly, tức là xa lìa dục lạc, không còn đắm nhiễm vào dục lạc. Vì chính cái cơ bản quý thầy đã không còn tham đắm vào xác thân thì dục lạc các thầy sẽ không tham đắm. Sở dĩ chúng ta tham đắm dục lạc, bị đắm nhiễm dục lạc là vì chúng ta quá yêu chuộng cái xác thân này. Quý thầy tỳ kheo nghe như vậy mới vỡ lẽ: à, Đức Phật dạy để mình thấy rõ, để mình tu, chứ không phải Đức Phật dạy để mình thấy rồi mình chán đời, mình đi tự tử. Cũng vậy, ngày hôm nay Minh Thiền mượn lời của Đức Phật ra đây để gửi đến với quý Phật tử cũng cái ý niệm đó thôi. Nhìn nhận được nó một cách tường tận, bớt đi cái ý niệm xem nó là tôn, dẹp đi cái ý niệm xem nó là quý. Giá như một ngày nào đó có thiên hạ họ không ưa mình, họ chê mình, họ chửi mình, mình cũng nên nghĩ rằng họ chê, họ chửi cái hôi, cái thúi đâu có gì là sai. Đúng không ạ? Đúng. Nên chi khi bớt có ý niệm quan trọng về xác thân này thì chúng ta sẽ bớt được lòng ham muốn, bớt được lòng ham dục, bớt được những cái ham muốn về cảm xúc thọ hưởng khoái lạc. Bớt đi những cái đó là bớt nghiệp. Mà bớt nghiệp thì con đường sanh tử chúng ta từ từ chúng ta đoạn dứt. Thế cho nên thực thì chính lỗ trên thân nó thúi ì. Nếu người có trí nhìn nhận được xác thân chẳng có gì, chỉ có chính chỗ bất tịnh thôi, thì con đường sanh tử không đi nữa. Không tham đắm, không tham đắm, không tạo nghiệp, không tác ý niệm về nó, sanh tử chấm dứt, không còn trở lui trạng thái của đau khổ. Còn nếu như mà người không có trí tuệ, người không đủ thông minh để nhìn nhận về nó, bám chấp cho nó là thật, cho nên khi trút bỏ hơi thở, sợ mất xác thân, rồi mang cái thần thức chạy đi tìm xác thân, và cứ theo nghiệp mà tìm thân thọ thân, rồi sống rồi lại mất thân rồi lại theo nghiệp tìm thân thọ thân, cứ thế mà sanh tử mãi mãi không ngừng. Vào thời Đức Phật, có câu đó rất đẹp. Những người giàu có luôn muốn cưới cô về làm vợ,
Họ đem trầu cao đến dạm hỏi, nhưng cô thấy chưa ưng ý người nào. Cho đến một hôm có một thương buôn là người có những chiếc thuyền lớn chở đồ từ nước này sang nước khác để buôn bán. Ông là một nhà triệu phú, của cải chất đầy. Đến cầu hôn, cô ta chấp nhận. Vì cô ta quá đẹp, người thương buôn này không muốn để vợ ở nhà. Những chuyến đi buôn như vậy kéo dài thời gian, có thể vài tháng. Để vợ ở nhà sợ chứ, nó đẹp quá mà khác nó rinh sao. Lúc nào cũng đem vợ theo. Nhiều chuyến đi buôn trót lọt đi qua, nhưng trong một cái chuyến đi buôn đó, giữa biển khơi gặp giông bão, đánh chìm thuyền. Tất cả người ở trên thuyền chết hết, xác trôi dạt vào bờ. Lúc đó có thầy tỳ kheo trên đoạn đường thầy đi khất thực, thầy đi ngang qua cái xác đó. Thầy thấy trong cái xác đó có một cái con dồi rất là lớn. Nó cứ bò ra mắt, rồi nó thụt vào, rồi nó bò ra lỗ tai, rồi nó lại thụt vào, rồi nó bò ra lỗ mũi, rồi nó thụt vào, rồi nó bò ra miệng. Hai ngày đi qua, thầy để ý, thấy như vậy. Ngày thứ ba, thầy cũng thấy cái con dồi y như vậy luôn. Ngài mới bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: tại sao con thấy có con dồi nó cứ làm như vậy hoài, ba ngày liền như vậy? Đức Phật nói: người phụ nữ này khi còn sống được chồng cưng chiều, mười móng tay không đụng tới công việc, không làm việc gì hết, chỉ có ăn rồi ngồi đó trang điểm, chăm chút con mắt, chăm chút chân mày, chăm chút lỗ mũi, chăm chút lỗ tai, chăm chút cái miệng, chăm chút sát thân từng ly từng tí, kỹ càng sát thân mình từ cm luôn. Rồi cơn bão ập đến đánh chìm thuyền, cô ta chết vì ý niệm tham đắm sát thân quá lớn, tiếc rẻ sát thân, cho nên tái sanh trở lại làm con dồi để bò, để rút vào những chỗ mà ngày xưa mình hay yêu thích bò. Đức Phật nói xong thì có rất nhiều thầy tỳ kheo xả ý niệm tham chấp thân, chứng được thánh quả. Bây giờ Minh Thiền cũng nói lại rồi đó, có ai xả ý niệm chưa? Có còn tham đắm sát thân này không? Còn chứ không còn. Dễ gì bỏ à. Thấy vậy đó, chứ ngồi bên cạnh ai nói sao bà hôi nách như vậy, thử coi biết liền. Ai chửi mình, ai chê mình, ai nói mình xấu, mà lòng mình nhẹ nhàng, yên bình, không có bị lời chửi, lời chê đó nó làm khổ, có nghĩa là chúng ta đã ý thức được sát thân và chúng ta hiểu rõ về nó. Cho nên người ta có chửi có chê thì cũng chửi chê cái thùng chứa phân thôi. Ngày xưa tổ nói mình đọc vô mình giật mình luôn. Tổ nói cái thân xác này chỉ là cái gì? Là cái thùng để chứa phân dơ, là cái thùng để chứa phẫn và nước tiểu. Nghe hết hồn. Nhưng suy cho cùng thật, sau lớp da này là gì đây? Sau lớp da này là gì? Là lớp thịt bày nhầy, là gân, là xương, là máu. Ghê lắm. Không có gì quý, không có gì ngon. Cho nên bớt ý niệm tham chấp về sở thân, để bớt đi tạo nghiệp và cố gắng tu tập nhiều hơn. Khi chúng ta ý thức được sở thân mình như vậy rồi đó, thì tự nhiên mình sẽ nhàm chán nó, có ý niệm nhàm chán nó, và tự khắc mình sẽ nỗ lực tinh tấn để mà tu. Mình nói với mình rằng đã quá nhiều kiếp ta mang cái thây thúi này đi trong sanh tử rồi, quyết định tu để không còn trở lại mang sát thân thúi nữa. Mà lúc đó tùy theo pháp thân ứng hiện vào cuộc đời, tùy duyên độ chúng sinh. Khi tất cả chúng ta, nếu ai cũng ý thức được sát thân mình không thật, sát thân mình là quyển, sát thân mình là nhơ,
là bất tịnh. Cuộc sống nhẹ nhàng lắm, cuộc sống nhẹ nhàng lắm. Các vị thử nghĩ đi, sống với những người không có tham, sống với những người không sân giận, sống với những người không si mê, sống yên bình không? Yên bình. Thiên đường không ở đâu xa, thiên đường ngay ở trong cuộc sống này. Nếu như tất cả chúng ta ý thức được để chúng ta loại trừ đi tất cả những ham muốn của mình thì tự nhiên đời sống nhẹ nhàng. Nhưng khổ nổi, người thấy được, người có tuệ giác, người nhìn nhận được lẽ thật của xác thân, lẽ thật của cuộc đời quá ít. Còn người hiểu sai về nó thì quá nhiều. Chính vì vậy cuộc sống khó yên bình lắm, khó yên bình, bất an, đau khổ mãi. Rồi trong bài kinh Tương Ưng Bộ Năm, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo thế này: Này các thầy tỳ kheo, ví như có một hội trường đông người ở trong ấy, và có một cô hoa hậu thật xinh đẹp, cô ta đang múa, đang hát bằng tất cả sự khiêu gợi của thân mình. Lúc đó có một người cầm kiếm đến nói với một chàng thanh niên trong số đông người ấy, nói rằng: Đây là một tô dầu chứa đầy dầu, anh hãy bưng tô dầu này đi quanh cô gái kia và đi quanh mọi người trong hội trường này. Nếu như ở nơi nào anh làm đổ một giọt dầu ra ngoài thì tôi sẽ cầm kiếm chém rơi đầu anh ở chỗ ấy. Đức Phật hỏi: Này các thầy tỳ kheo, vậy thử hỏi người thanh niên kia có dám lơ đễnh để nhìn cô gái, có dám lơ đễnh để nhìn những người ở trong hội trường, hay người thanh niên ấy chỉ chăm chú nhìn vào trong tô dầu? Với thầy tỳ kheo mới trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, người thanh niên ấy không thể nhìn cái gì khác ngoài tô dầu, bởi nếu như không chăm chú vào tô dầu, người thanh niên ấy lỡ tay làm rớt hoặc làm đổ dầu ra bên ngoài thì sinh mạng của người thanh niên ấy bị chấm hết. Đức Phật nói: Cũng vậy, quý thầy hãy tu tập ý niệm về thân y như người thanh niên bưng tô dầu ấy, đừng bao giờ lơ là. Nếu như mình lơ là thì mình sẽ bị thân xác này nó lôi dẫn mình đi để hưởng thụ những cảm giác khoái lạc của nó. Phật dạy kỹ ghê không? Đời nào cũng vậy, bao giờ cũng vậy, dù nghèo hay giàu, đẹp hay xấu, khỏe mạnh hay bệnh tật. Nhưng khi ta hỏi muốn chết không, không ai dám nói muốn chết. Tất cả đều muốn được sống. Tất cả đều sợ sự chết. Bởi vì tất cả sợ mất cái này. Ai mà chẳng sợ mất cái này. Nhưng suy cho cùng, còn thở, còn cử động, còn nói chuyện, người ta gọi là người. Vừa nghỉ thở, nằm im đó, người ta gọi là gì? Ma. Xong người nói thành ma, dễ quá ha. Nín thở cái thành ma mất rồi. Nhưng nói như vậy, điều thứ nhất để nói với Phật tử rằng, bớt ý niệm về xác thân để tinh tấn tu tập, bớt thọ hưởng những cảm giác khoái lạc. Điều thứ hai, Minh Thiền nói để đại chúng hiểu tường tận, không được từ bỏ hay là nhàm chán nó để đi tìm cái chết, mà hãy mượn nó để cố gắng tạo những phước đức và công đức cho đời mình. Tại sao chúng ta phải tụng kinh, cầu nguyện và làm phước lành cho người đã mất? Đơn giản là người đã mất, họ không có xác thân để làm được những phước lành như chúng ta. Cho nên chúng ta là người có xác thân, hiện hữu, có thể làm được mọi thứ, có thể tạo được phước lành, có thể tạo được công đức, thì nên mượn nó, nương nó, nhờ nó mà tạo những công đức, những phước lành, để cho mỗi kiếp luân hồi đi qua đó, chúng ta bước lên, chứ không phải là mượn nó để tạo nghiệp, để rồi đi xuống. Chỉ muốn tìm lại chính mình, soi lòng trên những tâm tình diễn ra. Cuộc đời quá đổi bao la, điều tôi muốn hiểu chính là tự tâm.
Đây là bài thơ của Thượng Tọ Thích Tánh Tệ. Điều tôi muốn hiểu chính là tự tâm. Cũng có thể hiểu rằng điều tôi muốn hiểu chính là chính tôi đấy. Chúng ta mong ước sẽ hiểu về cuộc sống của người khác. Chúng ta mong ước sẽ biết được nhiều thứ của cuộc đời, của quốc gia này, của lãnh thổ kia, của địa cầu. Và chúng ta vượt ra cái mong ước đó, ta muốn chinh phục tất cả những hành tinh, những thiên hà vũ trụ trên kia. Rồi chúng ta có thể biết được nhiều thứ qua kiến thức mình học hỏi được của nhiều người, của nhiều quyển sách. Nhưng rồi biết được những thứ đó, nó cho ta một mớ kiến thức có thể là bổ ích, nhưng chưa chắc là bổ ích, tùy theo cách ta sử dụng nó như thế nào. Và những cái biết đó, chúng ta có thể bỏ nhiều thời gian ra nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi sẽ được. Nhưng chúng ta quên quay vào bên trong để biết lại chính tự tâm của mình. Cuộc đời này bao la lắm, ta có bỏ 100 năm hay 1000 năm để hiểu hết cuộc đời cũng không hiểu được đâu. Ta chỉ hiểu được chút nào của cuộc đời, ta chỉ hiểu chút nào của con người thôi. Chi bằng hoang phí thời gian để hiểu về cuộc đời, hiểu về con người, chinh phục thiên hà vũ trụ, thì quay trở lại dành thời gian đó soi sáng chính mình, để mình hiểu mình. Mình hiểu mình là hay nhất. Mình hiểu mình, ta đang cần gì đây, cuộc sống ta như thế nào đây, và ta phải làm gì đây. Đó là mặt cơ bản để trong cuộc sống đối đãi, còn kiếm cơm áo gạo tiền của chúng ta, tất nhiên phải hiểu tường tận những việc đó. Bây giờ cuộc sống của mình không hiểu mình thì ai sẽ là người hiểu mình? Mình hay trách người kia, tại sao anh không hiểu tôi, tại sao chị không hiểu tôi, nhưng chính tôi cũng không hiểu tôi. Vì vậy Minh Thiền nói với đại chúng là dành thời gian để quay lại soi sáng thân này bằng cách nhìn nhận với ý thức thường trực về nó là nó hôi thối, nó bất tịnh. Đừng lỵ về nó, hãy mượn nó để tạo nhiều phước lành, tạo nhiều công đức. Hãy mượn nó để có một đời sống thật đẹp, đem lại ý nghĩa cho mình, đem lại ý nghĩa cho nhiều người. Soi sáng vào tự tâm, phải biết những phiền não khổ đau nó luôn chi phối lấy đời ta, và nó đã làm cho ta khổ đau từ rất nhiều kiếp. Nếu bây giờ chúng ta không chấm dứt nó, chúng ta không thắng lại, chúng ta không để nó tiêu pha, không để nó mất đi trong tâm thức mình, mà chúng ta cứ mãi nuôi dưỡng nó, thì nhiều kiếp về sau trong tương lai chúng ta lại bị nó làm đau khổ. Soi sáng được hai điều này, thân và tâm, đảm bảo với các vị ta là người sống tỉnh thức giữa cuộc đời. Hay nói đúng hơn, đó chính là người giác ngộ. Giác ngộ về lẽ thật của thân, về lẽ thật của tâm. Một khi đã giác ngộ về lẽ thật thì chúng ta không còn bị ràng buộc bởi cuộc sống, không bị ràng buộc bởi vật chất, không bị ràng buộc bởi danh vọng, không bị ràng buộc bởi phiền não, thì giác ngộ sẽ có được giải thoát. Đi tìm giác ngộ giải thoát ở đâu? Chính khi quay lại nhìn thấy rõ thân tâm này, hợp thể của nó, cấu tạo, nguyên nhân của nó phát khởi từ đâu, đào vào gốc rễ của nó, là người có giác ngộ, là người có giải thoát. Xin thưa, nó dễ làm không ạ? Không dễ đâu nghe. Khó lắm, khó lắm. Bởi vì trong nhiều kiếp quá khứ chúng ta đã quá thương cái thân này, quá thương thân này. Và trong kiếp hiện tại chúng ta cũng quá thương nó. Ai đụng tới nó một chút không được đâu. Ngày xưa Đức Phật cùng với tăng đoàn đi khất thực, là đầu trần chân đất. Ai cho gì thì thọ nhận, không cho thì thôi vẫn tọa thiền. Mặc thì mặc y phấn tảo, tức là những cái chiếc áo rách cũ được lượm lại từ những bãi tha ma. Sống thì sống dưới gốc cây,
ăn ở gốc cây, tọa thiền cũng gốc cây, ngủ cũng ở gốc cây. Đức Phật muốn nói với chúng ta, điều thứ nhất, đời sống của người xuất gia không lệ thuộc vào vật chất. Điều thứ hai, Đức Phật muốn nói với chúng ta, xác thân này không là gì hết, cho nên chẳng cần phải vì nó mà kiếm cái ăn cho thiệt là ngon để rồi khổ về cái ăn. Đừng vì nó mà tham đắm trong những giấc ngủ để rồi trở thành kẻ ngu muội. Cũng đừng vì nó mà thọ hưởng những cảm xúc xác thân để rồi trở thành một kẻ vô đạo đức. Quá hay. Chư tổ sau đó thì tu tập xem thân này đã chết để tu. Xem thân này đã chết để tu. Có nhiều bậc thầy trong thiền sử kể lại á, ngài ngồi thiền suốt đêm, nhưng mà mỗi khi ngồi thiền là bị con ma ngủ nó nhập vô ngủ, chiến đấu hoài chiến đấu không được. Bữa đó ông ra ngoài cái bờ vực á, ông ngồi ra ngoài cái bờ vực ông ngồi, ông nói mày ngon mày ngủ đi, ai chết biết liền. Ngủ là cắm đầu xuống vực chết. Còn có thầy là leo lên trên cái nóc chùa ngồi, ngồi thiền á, tối leo lên, tại vì ngồi dưới này ngủ quá, đứng dậy nó cũng ngủ, đi rửa mặt rồi quay lại ngồi nó cũng ngủ, ông leo lên nóc chùa ông ngồi, ông nói mày ngon mày ngủ đi, mày ngon ngủ đi. Thì đôi khi trước cái chết nó không ngủ, không ngủ, tỉnh để tu. Như vậy ta kể ra những điều đó để sách tấn với nhau rằng những bậc thầy chứng đạo thì rất là xem nhẹ chuyện quý trọng xác thân, hay nói đúng hơn, các ngài thấy xác thân này là bình thường, các ngài mượn nó đến với cuộc đời chỉ để tu và chỉ để hành đạo, để làm những việc lợi ích cho chúng sinh thôi, không câu nệ vì nó. Chúng ta là những người hậu vệ, chúng ta là những người học trò, chúng ta là những người đệ tử, chúng ta cũng phải học, học theo cái hạnh này. Như Minh Thiền nhắc lại cho đại chúng thấy, một khi chúng ta nhìn nhận rõ về thân và tâm của mình rồi đó, nhìn nhận rõ nghe, ở đây nói nhìn nhận rõ về sự thật của nó, chứ Minh Thiền không nói là chỉ ở biết xác thân này qua cái vẻ bề ngoài 50-70 kg trắng đen. Nhìn nhận rõ có nghĩa là quán chiếu tường tận về nó rồi đó, tự khắc trong lòng chúng ta không còn ham muốn, không còn ham muốn. Chúng ta không bao giờ hối tiếc bất cứ cái gì cả. Rồi nếu như ta nghe được cái tin sáng nay hoặc chiều nay hoặc trưa nay ta sẽ chết, chúng ta cũng sẽ ung dung, sẽ tự tại. Bởi vì chúng ta biết rằng giây phút chúng ta từ giã cõi đời là giây phút chúng ta giải thoát khỏi cái hôi thối bất tịnh, cái quyển hóa, cái không thật này. Không gì phải lo, không gì phải tham đắm, không gì phải cố chấp vào nó. Thôi, chúng ta sẽ tạm ngừng hai bài kinh ở đây. Tạm ngừng hai bài kinh ở đây. Nhưng tóm ý lại mong đại chúng hãy bớt, bớt thôi. Không khuyên các vị chấm dứt nữa. Chấm dứt thì không được. Bớt ham muốn về nó. Bớt nghĩ ngợi quá nhiều về nó là được. Mượn nó để tu nha. Bây giờ mình kể cái gì vui vui cho nhau nghe. Chứ nói cái chuyện tu hành, nói cái chuyện quán chiếu, tôi thấy các vị ngồi cứ lim dim chẳng biết buồn vui như thế nào. Cười hay nhăn, bây giờ các vị cười tôi cũng đâu biết, nhăn tôi cũng đâu biết, đeo khẩu trang hết rồi. Chúng ta sẽ nói sơ về cuộc sống đời thường này một tí rồi chúng ta kết thúc. Thưa các vị, ăn Tết có vui không? Vui không? Có hạnh phúc không? Cái Tết của những người tu, dù xuất gia hay tại gia, nó im điềm lắm. Hằng ngày vẫn có lời kinh tiếng kệ, vẫn có thời khóa tọa thiền, vẫn có những cái buổi để chúng ta lại Phật. Mùa xuân của chúng ta là như vậy, nhẹ nhàng lắm, yên bình lắm. Còn mùa xuân của thế trần thì có rượu, có trà, có bánh, có mứt. Rồi người ta có rất nhiều những cái trò chơi, giải trí vân vân và vân vân. Mà chúng ta không có những cái đó. Nhưng chúng ta thấy rằng tuy không có những cái đó mà lòng bình an,
thảnh thơi lắm, đón một mùa xuân ý nghĩa lắm. Những trò chơi giải trí đôi khi nó không đem đến sự thư thả đầu óc mà nó lại đem đến sự bất an và đau khổ. Chơi bài cào, chơi lắc bầu cua, người chơi muốn ăn hay muốn thua? Muốn ăn hay muốn thua? Trên đời này không có ai mà cờ bạc cá độ, chơi bài cào, chơi lắc bầu cua mà muốn thua hết đó. Ai chơi cũng muốn ăn, mà 5-7 người chơi ai cũng ăn hết, người nào thua? Cho nên trong cái cuộc chơi luôn có người ăn và kẻ thua. Người ăn thì vui mừng, người thua thì bực bội tức tối. Bực bội tức tối. Cho nên những trò chơi để giải trí đôi khi ở mặt khác nó không đem đến sự giải trí mà nó đem đến sự bực bội khó chịu. Và bây giờ thưa đại chúng, Minh Thiền muốn nói điều này để gửi đến đại chúng một cái ý mà Minh Thiền cảm thấy nếu như chúng ta thực hiện được thì chúng ta sẽ có một cái Tết đoàn viên, có một cái Tết thật ý nghĩa. Những người làm cha làm mẹ đó không bao giờ muốn xa con, xa cháu đâu. Luôn lúc nào cũng muốn con cháu nó ở bên cạnh của mình để vui với cái nghĩa, vui với cái tình. Lớn tuổi cần có con cháu bên cạnh để hữu hỷ sớm hơn. Nhưng rồi vì cuộc sống, vì công ăn, việc làm, hoặc vì hoàn cảnh cưới vợ gả chồng cho con, nó ra ở riêng tư, hoặc nó phải đi làm xa để kiếm cơm áo gạo tiền, rồi lâu lâu nó mới về nhà, hoặc là dịp Tết nó mới về nhà. 360 ngày trông chờ cái Tết tới để làm gì? Không phải để được tụi nó mừng tuổi, để được tụi nó lì xì, hay là để hay là để được ăn bánh tét bánh chưng, hay là để được mặc cái bộ đồ cho đẹp. Hơn 300 ngày trôi qua, mong tới ngày Tết để con cháu nó về sum họp, để gặp mặt tường tận thằng hai, thằng ba, cháu ngoại, cháu nội. Nhưng Minh Thiền thấy rất là bất công cho những ông cụ, bà cụ lớn tuổi ở cái điều này. Có những người con họ vô tình, họ về nhà sáng mùng 1, chiều mùng 1 họ xách gói, họ đi du lịch mất rồi. Cha mẹ thì nghĩ buồn chứ, nhưng mà thôi, nó lớn rồi. Nó lớn rồi, nó có cuộc sống của nó, mình đâu dám chen vào. Nhưng mà trong lòng người làm cha làm mẹ lúc nào cũng muốn con mình nó ở với mình nhiều ngày. Có ít mấy thì cũng ráng ở cho hết ngày mùng 4. Ấy vậy mà trong chờ bao nhiêu ngày tháng, nó vừa về tới nhà, nó thắp được cái hương, nó nói được vài câu, rồi nó lại nói là chiều nay, trưa nay con lại đi du lịch, đi chơi bời với bạn bè. Những người trẻ nha, các vị nên nhớ, không có nơi nào ấm cúng bằng gia đình, không có tình thương nào hơn tình thương của cha mẹ. Cha mẹ còn thì tận hưởng thời gian. Tại sao lắm lúc các vị nhớ nhà, các vị nhớ cha nhớ mẹ, các vị muốn về thăm nhưng rồi công việc hoàn cảnh về không được, các vị nghĩ rằng thôi đợi tới ngày Tết rồi về, để sum họp, để đoàn tụ, để ở bên cạnh ba mẹ cho thật là lâu. Nhưng rồi về, vừa về bạn bè nó rủ cái sách đích đi, hoặc chưa Tết thì chúng ta đã lên kế hoạch đi du lịch. Mùng 1 ta đi chúc Tết ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, xong rồi đi du lịch, đi Đà Lạt hoặc đi Nha Trang. Kỳ vậy. Tôi thấy rất là nhiều luôn, thấy rất là nhiều. Có rất nhiều Phật tử lớn tuổi, họ đến chùa nhưng mà họ buồn lắm. Hỏi ra mới biết, thầy ơi, mấy đứa nhỏ nó về được chút rồi nó đi, nó đâu có ở. Hình như mình già rồi, nó thấy nó chán mình, sao nó không muốn gần mình. Nghe nói tội không? Rồi một ngày nào đó những bạn trẻ, nếu như các bạn già thì con cháu các bạn đối xử như vậy thì các bạn nghĩ thế nào? Buồn lắm chứ, đau lắm. Nhưng không có dám nói. Không nói mà nó về nó ở có một ngày, nói mai mốt Tết nó không thèm về nữa hay sao? Đúng không ạ? Vì vậy, Minh Thiền nghĩ cái Tết đoàn viên, cái Tết đủ ý nghĩa là ông bà sẽ có con cháu kề cận. Ba thế hệ ông bà, cha mẹ và con cháu phải có mặt trong một gia đình để cùng ăn bữa cơm, để cùng thắp hương, để cùng thờ cúng trong những ngày Tết.
để cùng đi chùa du xuân, để cùng đi chúc Tết. Đó mới thật là Tết đoàn viên, đó mới thật là Tết ý nghĩa. Những bạn trẻ nên nhớ, những cụ đi chơi, những cụ đi du lịch còn nhiều thời gian để đi lắm, đời ta còn dài. Đừng chọn ngày Tết mà đi. Đi làm công ty, đi làm xí nghiệp, đi làm cơ quan, mình vẫn có những cái lịch nghỉ hàng tháng, hoặc là những cái lịch nghỉ năm kia mà. Tháng cho nghỉ ngày, mình không nghỉ mình để dành đó. Rồi tới khi mình xin nghỉ 5-7 ngày cũng được vậy. Rồi mình đi chơi với bạn bè mình tha hồ. Chứ có đâu mà ngày Tết về nhà được tí rồi đi. Có nhiều người Tết con cháu không về nhà luôn, bất hiếu dễ sợ. Cha mẹ ở nhà trong, con cái không về, không được. Minh Thiền không chấp nhận điều này. Thế cho nên nhân cái trời sưng vẫn còn, Minh Thiền gửi cái ý của mình, mong tất cả những người Phật tử nha, không phải Phật tử mình không dám nói, mong tất cả những người Phật tử, nếu các bạn còn cha, còn mẹ, còn ông, còn bà, thì sau này đó, những cái Tết về sau, hãy cố gắng dành thời gian cho người thân, cho người thương của mình nhiều hơn, để chúng ta tận hưởng được cái hơi ấm của gia đình, và chúng ta hiểu được thế nào là Tết đoàn viên. Cầu chúc cho tất cả quý Phật tử năm mới gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống cũng như trong tu tập, và cầu nguyện cho Trung Quốc, cho Việt Nam, cho tất cả các quốc gia mà đang có những người dịch bệnh vì cái nạn corona đó, cầu nguyện cho những bệnh nhân sớm điều trị để lành bệnh, để hết bệnh, để trở về với cuộc sống bình thường, và cầu nguyện cho thế giới này năm nay và nhiều năm sau sẽ ít thiên tai, ít dịch bệnh, ít những cái trận động đất, những cái trận hoạn quả đem đến đau khổ cho mọi người. Cầu mong tất cả những điều tốt lành đến với thế giới và loài người của chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.